Các bạn, đây là một sản phẩm rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là sữa chua hay gọi là da ua. Thì có lẽ trong các bạn cũng có bạn đã từng chế biến sản phẩm này và cũng đã đặt ra cái câu hỏi là tại sao nguyên liệu chế biến sữa chua không chua, nhưng khi chế biến xong và ủ thời gian thì sữa chua nó sẽ chua. Để giải thích vấn đề này, hôm nay mình tìm hiểu một cái bài học, đó là bài 22 sinh học lớp 10 cơ bản, là bài dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật. Nội dung bài này gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là khái niệm về vi sinh vật, phần thứ hai là môi trường và các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật, phần thứ ba khoa học và lên men. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khái niệm. Mời các bạn quan sát một số hình ảnh về vi sinh vật. Vi sinh vật có một số cái thuộc một số giới như là giới nguyên sinh hay là giới khởi sinh, thì cũng có các loại vi khuẩn. Ở đây hai cái vi khuẩn cơ bản mà chúng ta cũng thường nghe, đó là vi khuẩn HB và vi khuẩn lactic. Vi khuẩn HB thì nó gây ra cái bệnh ở dạ dày, vi khuẩn lactic thì chúng ta ứng dụng rất là nhiều, cụ thể là ứng dụng để chúng ta sản xuất hay là chế biến sữa chua. Hay là giới nấm cũng có một số loại nấm nó thuộc cái vi sinh vật. Nấm men ở đây thì chúng ta cũng có ứng dụng, ví dụ như ứng dụng trong cái sản xuất bánh mì. Như vậy chúng ta thấy qua 6 cái hình ảnh ta vừa xem thì những cái vi sinh vật này chúng ta chưa hề bắt gặp trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta bằng mắt thường. Như vậy thì làm thế nào để người ta có thể có những cái hình ảnh này? Thì những hình ảnh này có được qua kính hiển vi. Chính vì vậy mà chúng ta có thể rút ra được cái khái niệm, đó là vi sinh vật là những cơ thể rất là nhỏ bé, chỉ quan sát được những kính hiển vi. Đối với vi sinh vật thì nó có một số cái đặc điểm cơ bản như sau. Đặc điểm thứ nhất, đó là cơ thể đơn bào, nhân sơ hoặc nhân thực, hoặc là tập hợp những cơ thể đơn bào. Vi sinh vật gồm nhiều cái nhóm phân loại khác nhau, không phải nhóm phân loại. Thì khả năng hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng thì rất nhanh, sinh trưởng, sinh sản cũng nhanh, cho nên phân bố rất rộng. Đây là cái ví dụ để chứng minh vi khuẩn nó có khả năng là sinh sản nhanh. Ví dụ như E. coli có tốc độ phân chia là 20 phút trên một lần, tức là qua 1 giờ đồng hồ thì nó sẽ có 3 lần phân chia. Như vậy từ một cái vi khuẩn E. coli ban đầu, qua 1 giờ đồng hồ nó sẽ tạo ra 8 tế bào vi khuẩn E. coli. Như vậy chúng ta thấy cái khả năng sinh sản của nó rất nhanh. Để chứng minh cho vi khuẩn ở phân bố rộng thì chúng ta sang phần tiếp theo, hay là mã, đó là môi trường và các kiểu dinh dưỡng. Cái là môi trường cơ bản thì người ta chia ra làm hai loại môi trường cơ bản, là môi trường ngoài tự nhiên và trong phòng thí nghiệm. Và tự nhiên thì vi sinh vật có ở khắp mọi nơi, từ trong đất, trong nước, trong không khí và cả trên cơ thể sinh vật. Trên cơ thể chúng ta cũng có rất là nhiều các loại vi sinh vật đang tồn tại. Về môi trường trong phòng thí nghiệm thì người ta lại chia ra làm ba cái dạng môi trường khác nhau, dựa vào việc căn cứ ở các thành phần của các loại môi trường đó. Đó là môi trường tự nhiên, môi trường tổng hợp và môi trường bán tổng hợp. Môi trường dùng các chất tự nhiên thì nó là môi trường gồm các chất có trong tự nhiên, chưa biết thành phần và số lượng. Ví dụ như chúng ta sử dụng một cái loại môi trường có một cái dịch chiết của trái cà chua, thì trong môi trường này chúng ta không biết dịch chiết đó gồm những cái thành phần nào và cũng không biết số lượng của từng thành phần đó. Môi trường tổng hợp là môi trường chúng ta biết chính xác các chất hóa học và thành phần cũng như số lượng của các cái chất đó ở trong môi trường. Ví dụ như môi trường có glucose 10 gram trên lít chẳng hạn. Môi trường bán tổng hợp là môi trường có cả các chất tự nhiên và các chất hóa học. Ví dụ như là môi trường có các chất tự nhiên là bột gạo này, chất hợp như K2PO4. Như vậy thì chúng ta thấy là vi sinh vật nó có thể tồn tại trong các cái môi trường rất là đa dạng. Tiếp theo ta tìm hiểu về các kiểu dinh dưỡng. Thì để xác định được các hình thức dinh dưỡng của vi sinh vật thì người ta căn cứ vào hai cái nguồn cơ bản, đó là nguồn năng lượng và nguồn carbon. Nguồn năng lượng thì đối với vi sinh vật, nếu nó sử dụng năng lượng mặt trời thì người ta xác định nó là vi sinh vật quang dưỡng. Còn vi sinh vật sử dụng năng lượng hóa học thì người ta xác định nó là vi sinh vật hóa dưỡng. Còn carbon, nếu vi sinh vật sử dụng carbon từ CO2 thì đó là vi sinh vật tự dưỡng.
vi sinh vật sử dụng carbon từ chất hữu cơ thì đó là vi sinh vật dị dưỡng. Hai, kết hợp việc sử dụng nguồn năng lượng và nguồn carbon, người ta chia vi sinh vật ra 4 kiểu dinh dưỡng: quang tử dưỡng, sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng, nguồn carbon từ CO2; hóa tử dưỡng, sử dụng nguồn năng lượng từ chất vô cơ, nguồn carbon từ CO2; quang dị dưỡng, sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng, nguồn carbon từ chất hữu cơ; hóa dị dưỡng, sử dụng nguồn năng lượng từ chất hữu cơ và nguồn carbon từ chất hữu cơ. Đó là bốn cái kiểu dinh dưỡng có ở vi sinh vật. Đây là một số cái ví dụ về số nhóm vi sinh vật có các kiểu dinh dưỡng. Đây là một số vi sinh vật có hình thức dinh dưỡng là quang tử dưỡng. Một số vi sinh vật có hình thức dinh dưỡng là quang dị dưỡng. Và vi sinh vật có hình thức dinh dưỡng là hóa dị dưỡng. Tiếp theo chúng ta sang phần hóa và lên men. Ở phần hóa và lên men thì chúng ta nghiên cứu cái nội dung chủ yếu sách giáo khoa, thì chúng ta tìm hiểu một số cái ví dụ để chứng minh người ta ứng dụng cái quá trình hô hấp và lên men vào trong sản xuất cũng như chế biến các sản phẩm hàng ngày của chúng ta. Đây là một số cái hình ảnh, ví dụ hình ảnh về cái quá trình sản xuất nước tương và nước mắm cũng được ứng dụng để cái hoạt động của vi sinh vật, hay là sản phẩm làm dưa chua và sữa chua của chúng ta. Như vậy ta quay trở lại với cái ví dụ về cái sữa chua. Để trả lời câu hỏi vì sao sữa chua, khi chúng ta làm thì nguyên liệu không chua nhưng sau khi làm xong ta ủ thời gian thì nó chua, thì đơn giản thôi các bạn, đó là trong quá trình chúng ta chế biến sữa chua thì chúng ta ủ một khoảng thời gian nhất định, và trong khoảng thời gian này thì vi khuẩn lactic nó sẽ hoạt động và nó tạo ra một cái chất, đó chính là axit lactic. Và chính vì axit lactic này nó sẽ làm cho sữa chua của chúng ta bị chua. Cho nên trong quá trình các bạn làm sữa chua, nếu chúng ta đảm bảo được cái hoạt động của vi khuẩn lactic nó diễn ra và đủ thời gian thì sữa chua chúng ta mới chua. Còn nếu chúng ta không đảm bảo được hoạt động của vi khuẩn lactic nó hoạt động cũng như không đảm bảo thời gian thì sữa chua của chúng ta sẽ không chua. Nhưng mà thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.